Nông dân Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục hôm nay chúng tôi ghi nhận lan tỏa phong trào nông dân sản xuất giỏi và hội nông dân Mường Ảng đồng hành cùng hội viên làm giàu. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý. Thực hiện đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020, 70 cán bộ là ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố đã được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về lý luận, chuyên môn nghiệp vụ công tác hội, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hội trong thời kỳ mới. Thời gian lớp học diễn ra trong một tháng với 25 chuyên đề, trong đó trọng tâm là các chuyên đề về quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác hội, những nhiệm vụ trọng tâm các cấp hội đang tập trung triển khai trong giai đoạn hiện nay. Lớp học được thực hiện theo quy chế thi, kiểm tra, xếp loại học viên và công nhận tốt nghiệp. Với những giải pháp cụ thể, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đang phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Với việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho lao động nông thôn, vận động hội viên tham gia sản xuất, liên kết theo chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh còn đứng ra tín chấp, tạo điều kiện cho người nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Từ sự giúp sức của các cấp hội nông dân, toàn tỉnh đã hình thành được 52 mô hình kinh tế tập thể theo hình thức tổ hợp tác, hơn 300 trang trại tổng hợp có quy mô vừa và nhỏ, trong đó nhiều trang trại cho thu nhập trên 200 triệu đồng trên năm. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh có trên 1.000 hộ nông dân thoát nghèo bền vững. Nhằm giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, hàng năm Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Điện Biên phối hợp với các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tổ chức từ 20 đến 30 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật thâm canh và phổ biến biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng với sự tham gia của khoảng 4.000 lượt hộ nông dân. Nội dung của các lớp tập huấn được thực hiện thông qua các mô hình cụ thể, áp dụng quy trình kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quản lý dịch hại tổng hợp như mô hình sản xuất lúa 3 giảm 3 tăng, kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI, phương pháp bảo vệ thực vật trên khoai tây, cà chua, dưa chuột, bí xanh. Từ cách làm này đã có tác động tích cực giúp người nông dân tiết giảm được chi phí sản xuất, nâng cao giá trị ngày công lao động để cải thiện thu nhập. Những tháng đầu năm nay, thị xã Mường Lây đã giải quyết việc làm mới cho 320 lao động nông thôn, đạt hơn 42% kế hoạch. Mặc dù đạt một số kết quả nhất định, song công tác giải quyết việc làm cho lực lượng lao động nông thôn ở thị xã vẫn còn hạn chế do nhiều người có tâm lý không muốn làm việc xa nhà, ý thức kỷ luật lao động kém. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới thị xã Mường Lây sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm và đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động. Cùng với đó là tạo điều kiện cho người dân được vay vốn đầu tư sản xuất và mở các lớp đào tạo nghề, trang bị sinh kế phù hợp với lực lượng lao động nông thôn. Để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Tuần Giáo tập trung rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, phân tích những nguyên nhân chính của đói nghèo để tính toán triển khai các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung định hướng cho nhân dân phát triển kinh tế bằng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, việc đẩy mạnh mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ cũng là những giải pháp có hiệu quả giúp người dân nâng cao mức sống. Thu nhập bình quân đầu người huyện Tuần Giáo đến thời điểm này ước đạt 26 triệu đồng một người trên năm. Những năm qua, trình độ phát triển sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân huyện Mường Ảng có nhiều tiến bộ. Không chỉ áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đưa cây con giống có khả năng cao vào trồng trọt, chăn nuôi, bà con cũng đã biết tận dụng chân ruộng một vụ trồng màu, xen kẽ các giống lạc, ngô, đậu tương, phát triển diện tích cây ăn quả. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, số lượng trang trại chăn nuôi có từ 30 đến 50 con gia súc ngày một nhiều. Từ việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã ngày càng giúp cho nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội nông dân huyện Mường Ảng tập trung hướng về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, vận động bà con nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Nhờ vậy, số lượng hội viên có thu nhập cao đã tăng dần theo từng năm, số hộ nghèo giảm mạnh. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Duy trì ổn định diện tích hơn 3 hecta trồng cà phê, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để trồng xen cây ăn quả và chăn nuôi gia cầm.
mô hình kinh tế của gia đình ông Nguyễn Văn Kế, tổ dân phố 4 thị trấn Mường Ảng đã cho thấy sự cải thiện rõ nét về hiệu quả. Trên diện tích không thay đổi, nhưng thu nhập thì cao hơn so với trước hàng chục triệu đồng mỗi năm. Ý tôi cũng có chuyển đổi một số về cây ăn quả, nhiều loại, đa dạng để phù hợp với thị trường. Nói chung những cái gì đã có thu nhập để lấy ngắn nuôi dài thì mới theo đuổi được cây cà. Vì mấy năm nay cây cà giá cả nó cũng bị xuống giá. Được sự đồng hành của tổ chức hội nông dân, nhiều hội viên nông dân huyện Mường Ảng đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế trang trại vừa và nhỏ, mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ. Qua các cái cuộc họp này, rồi thì cũng vừa tuyên truyền vừa quản lý các cái tổ trưởng, tổ tiết kiệm vay vốn, làm sao mà các cái chủ trương này, các cái nguồn vốn ưu đãi của từ ngân hàng chính sách xã hội sẽ đến được với lại người dân nhiều nhất. Hội nông dân huyện Mường Ảng hiện có trên 7.000 hội viên, trong đó có tới hơn 800 gia đình hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Những hội viên để mà đã được rà soát là hội viên sản xuất tiêu biểu, có thể là áp dụng cho các hội viên khác để học tập kinh nghiệm, thì là những hội viên này bằng cái tự lực của mình là vận động và gia đình làm các mô hình như kiểu là chăn nuôi gia súc gia cầm, lại làm thêm các khoản sản xuất kinh doanh như kiểu là mua bán, trao đổi hàng hóa với các hộ gia đình lân cận, tạo thành một cái chuỗi sản xuất. Tổ chức Hội Nông dân huyện Mường Ảng đã và đang tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Do đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng mang lại hiệu quả, rõ nét. Hội Nông dân huyện Mường Ảng đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong việc đồng hành cùng hội viên vươn lên làm giàu. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với sự đổi thay các mặt đời sống xã hội, sự nghiệp, nông dân nông thôn ở tỉnh ta cũng đã có những bước phát triển tích cực. Minh chứng sinh động cho điều này là ngày càng xuất hiện nhiều những tấm gương nông dân điển hình tiên tiến. Bằng chính sự năng động, dám nghĩ, dám làm, người nông dân đã lựa chọn cho mình những cách làm phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy điều đó. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy nội lực, tích cực học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi các mô hình kinh tế nhỏ lẻ, manh mún sang các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển các loại hình kinh doanh tổng hợp dịch vụ, chế biến, ngành nghề truyền thống. Cùng với đó là đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động dịch vụ tư vấn, dạy nghề, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết hợp tác trong phát triển kinh tế, vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi các loại cây cho giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây phù hợp cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có trên 7,2 nghìn hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở hầu hết các địa phương đều đã xuất hiện những nhân tố điển hình tiên tiến, minh chứng sinh động cho tinh thần lao động cần cù sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của giai cấp nông dân Việt Nam. Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là các cấp hội thì đã đổi mới về cái nội dung, về cái phương thức hoạt động trong công tác hội và phong trào nông dân, sâu sát cơ sở và nắm cơ sở, đã chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên nông dân, và các cấp hội thì được củng cố ngày càng vững mạnh. Và cái kết quả tiếp theo thì đó là các cấp hội đã tổ chức tốt các phong trào thi đua của hội,
trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia quốc phòng an ninh. Từ các phong trào này thì đã thu hút được nhiều hội viên nông dân tham gia và tổ chức hội. Đây là vườn bưởi của gia đình ông Hoàng Thái Sơn ở đội C17C, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên. Chỉ với diện tích hơn 7.000 m2, ông Sơn dành riêng khoảng 3.000 m2 đất để trồng bưởi da xanh và bưởi Thanh Hà. Diện tích còn lại được trồng các loại cây ăn quả gồm nhãn, na, táo, ổi. Hiện tại, 30 gốc bưởi da xanh đã cho năng suất ổn định. Mỗi vụ, một cây sẽ có trung bình từ 50 quả. Giá bán dao động từ 100 đến 170.000 đồng một quả, tùy thuộc vào trọng lượng. Chỉ tính riêng cây bưởi da xanh đã mang lại cho gia đình ông Sơn thu nhập hàng năm sau khi đã trừ chi phí trên 100 triệu đồng. Tuy nguồn thu hiện vẫn còn khiêm tốn, nhưng ngoài những cây đang cho thu hoạch, ông Sơn hiện đã trồng thêm được 50 gốc bưởi da xanh khác. Chỉ 3 năm nữa, khi lứa cây này đơm hoa kết trái thì chắc chắn hiệu quả kinh tế cũng sẽ tăng lên tương ứng. Cây bưởi này lúc đầu tôi cũng nghĩ là nó khó canh tác lắm, vì nó là cây trồng cây có múi. Hơn nữa là cái khí hậu Điện Biên thì là nó lại không như tất cả các vùng miền, nó không có mùa xuân. Thế nhưng mà qua quá trình tôi đưa vào thâm canh thử thí điểm thì là nói chung là nó cũng tương đối là phù hợp với lại cái thổ nhưỡng và cái khí hậu trên đất Điện Biên này. Hiệu ứng của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã lan tỏa mạnh mẽ đến cả những người trẻ tuổi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, hoàn cảnh gia đình khó khăn đã tôi luyện thêm nghị lực và sự quyết tâm vượt khó làm giàu của chàng thanh niên mang tên Bạc Cầm Sáng. Ngay từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Sáng dành rất nhiều thời gian đi tìm hiểu thực tế để lựa chọn cách thoát nghèo cho gia đình. Vài năm trở lại đây, anh luôn duy trì diện tích 4.000 m2 trồng mía, 2.000 m2 ao nuôi cá và 6 hectare trồng cà phê. Riêng đối với diện tích cà phê, được anh Sáng trồng sen chuối và cây ăn quả để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ sự chịu thương, chịu khó, ham học hỏi và có cách làm khoa học, bước đầu mô hình trang trại tổng hợp của anh Sáng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm sau khi đã trừ mọi chi phí. Kinh tế nhà tôi là mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Cà phê là hơn 6 ha, trồng sen, cam, bưởi, xoài là 1,5 ha, trồng chuối là 1 ha. Ngoài ra gia đình tôi còn trồng chăn nuôi cá, nuôi gà để tăng thu nhập. Mỗi năm gia đình tôi thu nhập trừ tất cả chi phí là mang về khoảng 300 triệu. Trong những năm gần đây, thấy hiệu quả kinh tế từ cây dứa đem lại hơn hẳn so với những cây trồng khác, người dân huyện Mường Trà không ngừng mở rộng diện tích trồng loại cây hoàn toàn mới mẻ này. Với khí hậu thổ nhưỡng tương đối phù hợp, dứa Mường Trà có vị ngọt đậm, quả chắc, được thị trường ưa chuộng. Từ vài hecta ban đầu, diện tích trồng dứa ở huyện Mường Trà hiện đã lên tới gần 200 hecta. Sau nhiều năm gắn bó với cây ngô, cây lúa nương mà cuộc sống không khá lên được, ông Giàng Xeo Hồ ở bản Na Sang, xã Na Sang quyết định lên huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai mua 10.000 cây dứa giống về trồng. Với việc sử dụng đúng các biện pháp kỹ thuật trong quá trình trồng và chăm sóc, cây dứa đã không phụ công người. Từ 5.000 m2 ban đầu, đến nay diện tích dứa của gia đình được mở rộng lên 2 hecta. Mỗi một vụ thu hoạch đem lại thu nhập cho gia đình 140 triệu đồng. Sao là làm lúa nương này thu hoạch ít, thế là hai là nó sau này nó bạc mọc đi không có gì, rồi mới đi lấy dứa về trồng là không cày, mưa nó không quét đất đi đấy, không trôi đất đi, nó không quét mòn đất đi, mọc nó còn đấy, xong là trồng dứa này có đốt xong là trồng nữa, không cày không gì là dễ nhàn. Lúc làm cỏ thì có ngày này thôi, mình đeo ngang tay đấy, mà hai quyền đấy, đi ổng mình làm thì nó thu hoạch thì năm suốt hơn.
Hội nông dân xã Núa Ngam hiện có hơn 790 hội viên, chiếm 96% các hộ nông nghiệp. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ rau củ quả phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt còn rất lớn, 4 năm trở lại đây, căn cứ vào sản xuất vụ đông, nhiều hộ nông dân xã Núa Ngam đã chuyển đổi diện tích lúa một vụ kém hiệu quả sang trồng rau và trồng màu. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mỗi vụ đem lại cho nhiều gia đình khoản thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng. Từ chỗ để ruộng hoang hóa một vụ, đến nay ở một số thôn bản, người dân đã coi sản xuất vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm. Với cái diện tích gần 60 ha ruộng lúa nước một vụ của địa bàn xã thì nhiều năm trước kia là sau khi thu lúa một vụ xong thì bà con nông dân cứ để thả cỏ tự nhiên, thì trâu bò quần cỏ cũng không có. Thì chúng tôi tuyên truyền vận động bà con sẽ sử dụng cái diện tích đất lúa một vụ này để trồng các loại cây vụ đông. Thì chúng tôi đã triển khai một số mô hình trồng thí điểm ở một số hộ gia đình, một số thôn bản, chẳng hạn như trồng cây bí đỏ, trồng cây bí xanh, trồng cây ngô sinh khối, trồng cây ngô nếp và trồng cỏ yến mạch. Thì qua các mô hình của các hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện thì chân đất một vụ là các cái loại cây trồng này sinh trưởng phát triển rất là tốt. Những năm qua, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thì xã Núa Ngam còn lồng ghép các chương trình khuyến nông khuyến lâm để hỗ trợ cây con giống, vật tư, phục vụ sản xuất từ nguồn ngân sách huyện và các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo cơ chế chính sách hỗ trợ về vốn để khuyến khích và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thủy lợi, giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đẩy mạnh sản xuất. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở xã Núa Ngam đang có những hiệu quả tích cực. Người nông dân đã từng bước có thêm thu nhập ổn định từ việc mạnh dạn sản xuất theo hướng đa dạng hóa cây trồng, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo. Toàn xã hiện đã có 240 hộ khá giàu, gần 100 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì năm 2018 là năm mà các cấp trên lãnh đạo chỉ đạo xã Núa Ngam sẽ cố gắng cán đích nông thôn mới trong năm 2018 và công bố năm 2019. Thì trong quá trình thực hiện thì xã là ban quản lý và ban chỉ đạo nông thôn mới của xã đã phân công cho các tổ chức hội, mỗi tổ chức hội phụ trách một số tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia, trong đó hội nông dân đóng vai trò rất quan trọng, phụ trách tiêu chí về số 17 về môi trường và tiêu chí thu nhập. Thì thời gian qua thì hội nông dân đã tích cực là với cái vai trò của mình là chỉ đạo các hội viên tham gia sản xuất và đặc biệt là xây dựng cái mô hình về trồng trọt chăn nuôi để tăng cái mức thu nhập cho bà con. Có thể thấy, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng. Những điển hình tiên tiến xuất hiện từ các phong trào thi đua do hội nông dân phát động chính là những tấm gương sáng của tinh thần bền bỉ vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết chí làm giàu do chính mình và giúp đỡ người khác cùng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Sự phát huy mạnh mẽ, tinh thần lao động cần cù sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của những người nông dân đang góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và từng bước xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta hiện nay. Chuyên mục Nông dân Điện Biên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.